Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, đây là những con giáp sẽ nhận được một khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Các bạn cùng nghe và kiểm chứng với mình xem có đúng không nhé. Những con giáp này từ đầu năm đến giờ, họ luôn gặp vận hạn xui xẻo, khó khăn bủa vây, tình duyên tan vỡ, tình bạc thì chẳng thấy đâu. Thế nhưng từ ngày 6 tháng 10 âm lịch, những con giáp này sẽ đột nhiên gặp vận may bất ngờ, từ tình duyên đến công việc. Hơn nữa, họ có thể sẽ vô cùng may mắn trong chuyện tiền bạc, có thể được người khác cho tiền, cấp trên thưởng lớn, và thậm chí một số người có cơ hội trúng số đổi đời sau ngày 6 tháng 10 âm lịch này. Đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi và chiêm nghiệm nhé! Một, tuổi Tý. Các chuyên gia tử vi tâm linh cho biết Tý và Thìn bán hợp tăng cơ hội gặp được quý nhân cho người tuổi Tý trong hôm nay. Bạn hăng hái thể hiện mình, cũng biết cách để phát triển thế mạnh đúng lúc đúng chỗ, từ đó được quý nhân để mắt và chủ động nâng đỡ cho bạn. Tuổi Tý sẽ có được sự giúp đỡ của các quý nhân, vì thế tổng thể vận thế rất tốt, các mối quan hệ tốt, làm việc gì cũng thuận, dễ giành được thành công, tiền tài rủng rỉnh. Họ lại là tuýp người dám chọn những công việc mang tính thử thách, chỉ cần muốn làm thì việc gì cũng làm được và giành được thành công. Ngày này khả năng ngoại giao tương tác của những chú chuột cũng nhờ có chính quan ngày càng trở nên khéo léo hơn, có lợi cho những kế hoạch hợp tác hay ký kết làm ăn. Bạn có thể tranh thủ đưa ra các điều khoản có lợi cho phía mình với thái độ chân thành, đối tác sẽ không cố tình làm khó. Vận trình tình cảm cũng khá tốt, dù không cần làm gì, đau to buồn lớn, nhưng bạn cũng có được hạnh phúc mà mình đang có bằng những việc đơn giản. Người độc thân hôm nay đừng từ chối lời mời của ai đó đấy nhé. Đó có thể là cơ hội để bạn tìm được người phù hợp. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Dần. Tuổi Dần cũng là những người hết sức may mắn, họ được thần tài phù trợ nên các khoản thu chính rất dồi dào. Ngoài ra, họ cũng hưởng lộc khá nhiều từ các khoản thu thêm. Những người tuổi Dần lại có đức tính cẩn thận và khôn khéo, chính vì thế họ đa phần rất là may mắn. Nhờ có tam hội cục xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Dần cho thấy, con giáp này đón ngày mới với sự thoải mái, vô tư và một tinh thần phấn chấn. Nhờ vậy, bạn có thể giải quyết công việc một cách sáng suốt, hiệu suất được nâng cao rõ rệt. Con giáp này trở nên mạnh dạn hơn trong các quyết định quan trọng và sự nỗ lực của bản mệnh cũng được cấp trên đánh giá cao và đồng nghiệp ngưỡng mộ. Tâm trạng vô cùng tốt và điều này chính là động lực giúp con giáp hoàn thành các nhiệm vụ được giao dù gặp phải khó khăn, thử thách như thế nào. Tuy nhiên, ngày ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm của con giáp này cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Khi cảm xúc của bản mệnh ngày một nồng nhiệt hơn thì người ấy lại có vẻ trùng xuống và không mấy quan tâm đến tình yêu của hai người. Bạn có thể chủ động trò chuyện với người ấy nhiều hơn để có thể cải thiện tình trạng này. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Thân. Được tam hợp cục che chở, công việc của người tuổi Thân diễn ra khá trôi chảy, bản mệnh được nâng đỡ, tạo điều kiện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để có thể có được cơ hội thăng tiến trong tương lai. Bạn cũng không dễ gì bỏ lỡ thời cơ tốt đến như vậy. Các hoạt động xã giao trong ngày cũng diễn ra rất suôn sẻ, nhờ vậy mà bản mệnh dễ dàng nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ của mọi người. Về cơ bản, mọi kế hoạch đều được tiến hành trơn tru nên cấp trên đang đánh giá người tuổi này rất cao, không chỉ về hiệu quả công việc mà còn về các kỹ năng khác. Kim được thổ dưỡng, vận trình tình cảm cho con giáp này lại đón nhận tin vui khiến trong lòng bạn phấn chấn cả ngày. Nhân cơ hội này, người tuổi Thân có thể tiến hành việc tỏ tình, hẹn hò bởi khả năng hành động rất cao.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Dậu. Theo các nhà tử vi học, tuổi Dậu may mắn được lục hợp trợ mệnh nên trở nên năng động, có những sáng kiến đột phá, thúc đẩy nhanh tiến độ công việc. Sự cố gắng của con giáp này khiến cấp trên rất hài lòng và tạo thêm không gian phát triển cho bản mệnh. Nhờ đó, cơ hội thăng quan tiến chức cũng được rộng mở hơn. Phương diện tài lộc trong ngày cũng khá tươi sáng, thấy rõ bản mệnh có nhiều nguồn thu nhập từ bên ngoài hoặc được giới thiệu cho thêm những mối làm ăn mới. Điều này giúp con đường làm giàu của tuổi Dậu hanh thông hơn bao giờ hết, tiền bạc không còn là nỗi lo. Tài vận trong ngày của những người tuổi Dậu có phần lạc quan, ngoài nguồn thu chính ổn định thì họ cũng khá may mắn vì các khoản thu ngoài khác. Tuổi Dậu là những người khá chu đáo, cẩn thận, biết nỗ lực trong công việc, chỉ cần cố gắng là mọi việc tất thành công. Hôm nay cũng là một ngày vượng duyên của con giáp này, mối quan hệ tình cảm vẫn hài hòa, tốt đẹp nhất là tình cảm gia đình. Ra ngoài làm việc có mệt mỏi như thế nào, nhưng chỉ cần về nhà là con giáp này lại được tiếp thêm năng lượng, cảm thấy phấn chấn, có động lực để cố gắng nhiều hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Hợi. Thiên quan tác động, công danh sự nghiệp của người tuổi Hợi có điểm báo bị tiểu nhân ngáng trở, tìm cơ hội hãm hại lúc con giáp này sơ hở. Các kế hoạch đang tiến hành gặp không ít trục trặc. Lời khuyên dành cho bản mệnh là nên hoạt động theo nhóm để đạt kết quả tốt nhất, thay vì cứ tách riêng để làm việc đơn lẻ như hiện tại. Bên cạnh đó, Hợi cũng cần chú ý lời ăn tiếng nói của mình, đừng vì nhanh mồm nhanh miệng mà nói lời thiếu suy nghĩ, động chạm tới người khác. Dù bạn không có ý xấu nhưng lại thiếu sự khéo léo nên rất dễ bị thiệt thòi, tốt nhất là nên nói ít để tránh phiền phức không đáng có. Họ vốn là người biết chờ đợi thời cơ, không bao giờ tự ti mặc cảm, luôn dũng cảm xông pha trước những khó khăn thử thách của cuộc sống. Chính vì thế họ luôn là con giáp phúc khí tràn đầy trong tương lai. Dựa vào khả năng và bản lĩnh của mình cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, họ sẽ luôn có những thành công rực rỡ. Phương diện tình cảm vẫn giữ ở mức bình ổn, không gặp phải trở ngại nào quá lớn nhưng cũng chưa có gì đột phá. Giữa bản mệnh và người ấy vẫn còn nhiều thách thức cần phải vượt qua, nhất là khi nhiều quan điểm của cả hai còn khá là khác biệt, chưa thực sự hài hòa. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Tỵ. Trong ngày hôm nay là thời điểm để tuổi Tỵ tỏa sáng và khẳng định năng lực của bản thân trong công việc. Tài chính của bạn có chiều hướng tăng dần vào thời điểm giữa đến cuối tháng. Những nỗ lực của bạn trong suốt thời gian qua đã đơm hoa kết trái. Con giáp này trở nên mạnh mẽ hơn trong các quyết định quan trọng và sự nỗ lực của bản mệnh cũng nhận được cấp trên đánh giá cao và đồng nghiệp ngưỡng mộ. Tâm trạng vô cùng tốt và điều này chính là động lực giúp con giáp này hoàn thành các nhiệm vụ được giao dù có gặp phải khó khăn, thử thách như thế nào. Hôm nay, những người tuổi Tỵ có khả năng sẽ gặp được quý nhân phù trợ từ xa đến nên nắm bắt cơ hội tốt này. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình.
Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.